Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 3. Joram, con trai Ahab, lấy ngôi làm vua Israel tại Samari, năm thứ 18 đời vua Josaphat vua Juda, và cai trị 12 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, song không giống như cha và mẹ người, bởi vì người có trừ bỏ tượng thần Ba Anh mà cha người đã dựng lên. Dầu vậy, người cũng ham theo tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat, tức là tội đã gây cho Israel can phạm. Người chẳng hề chịu bỏ đi. Vả Mesha, vua dân Moab, nuôi nhiều bầy chiên. Hằng năm, người tiến cống cho vua Israel 100.000 chiên con và 100.000 chiên đực chưa hớt lông. Nhưng xảy ra khi Ahab băng hà, vua Moab giấy nghịch cùng vua Israel. Bây giờ vua Joram đi ra khỏi Samari kiểm điểm cả Israel. Người sai báo với Josaphat vua Juda rằng: dân Moab đã phản nghịch cùng tôi. Vua có muốn đến cùng tôi giao chiến với Moab chăng? Josaphat đáp rằng: tôi sẽ đi, tôi như ông, dân sự tôi như dân sự ông, ngựa tôi như ngựa của ông. Người lại tiếp: chúng ta sẽ đi lên đường nào? Joram đáp: bởi con đường của đồng vắng Edom. Ấy vậy, vua Israel, vua Juda và vua Edom đồng kéo ra đi vòng 7 ngày đường. Đoạn họ không có nước cho đạo binh và súc vật theo. Vua Israel bèn nói rằng: than ôi, Đức Giê-hô-va đã gọi ba vua này đến đặng nộp vào tay Moab. Nhưng Josaphat hỏi: ở đây há chẳng có tiên tri nào của Đức Giê-hô-va để chúng ta nhờ người mà cầu vấn Đức Giê-hô-va chăng? Một đầy tớ của vua Israel thưa rằng: ở đây có Elishe con trai của Sa-phát, là kẻ đã hầu việc Eli. Josaphat tiếp: lời phán của Đức Giê-hô-va vốn ở nơi người. Vậy vua Israel, Josaphat và vua Edom bèn đi đến người. Elishe nói với vua Israel rằng: vua và tôi có can hệ gì chăng? Khá đi cầu vấn các tiên tri của cha và mẹ vua. Vua Israel đáp rằng: chẳng vậy đâu, vì Đức Giê-hô-va đã gọi ba vua này đến đặng nộp vào tay Moab. Elishe bèn nói: Đức Giê-hô-va vạn quân hằng sống, tôi đứng trước mặt Ngài mà thề rằng, nếu tôi không kính nể Josaphat vua Juda thì tôi chẳng xem vua ra sao và cũng không thấy đến nữa. Nhưng bây giờ hãy đem đến cho tôi một người khải đờn. Trong lúc người ấy khải đờn thì tay của Đức Giê-hô-va ở trên Elishe. Người nói: Đức Giê-hô-va phán như vậy, hãy đào cho nhiều hầm hố khắp trong trũng này, vì Đức Giê-hô-va phán rằng, các ngươi sẽ không thấy gió cũng chẳng thấy mưa, thế mà trũng này sẽ đầy dẫy nước, và các ngươi, bầy chiên cùng súc vật của các ngươi đều sẽ uống nước được. Nhưng Đức Giê-hô-va coi sự này là nhỏ mọn quá, Ngài là sẽ phó luôn dân Moab vào tay các ngươi. Các ngươi sẽ phá hủy hết thảy những thành kiên cố, những thành thị tứ, đốn những cây tốt, bít mọi suối nước, và lấy đá làm hư hại đồng ruộng màu mỡ. Vậy buổi sáng, nhằm giờ người ta dâng của lễ chay, thấy nước bởi đường Edom đến, và xứ bèn đầy những nước. Khi dân Moab hay rằng các vua ấy đi lên đặng đánh mình, thì nhóm hết thảy những người có thể nai nịt binh khí được trở lên và đứng tại bờ cõi xứ. Ngày sau, dân Moab trỗi dậy thật sớm. Khi mặt trời mọc soi trên nước, dân Moab thấy trước mặt mình nước đỏ như máu thì la lên rằng ấy là máu. Chắc ba vua ấy đã tranh chiến nhau, đánh giết lẫn nhau. Bây giờ hỡi dân Moab, hãy đi cướp của. Vậy, chúng đi đến trại quân Israel. Nhưng dân Israel trỗi dậy, hãm đánh dân Moab. Chúng nó chạy trốn khỏi trước mặt dân Israel.
đoạn, dân Israel loáng vào xứ hãm đánh Moab. Họ phá hủy các thành. Ai nấy lấy đá liện vào lấp các đồng ruộng màu mỡ, bít các nguồn nước và đốn những cây tốt. Tại Kiệt Hareset chỉ còn lại những vách thành. Những quân ném đá cũng vây xông phá các vách đó nữa. Vua Moab thấy mình không thể chống nổi, bèn đem theo mình 700 người cầm gươm toan xông đến nơi vua Edom, nhưng không thế nào được. Người bèn bắt thái tử là kẻ phải kế vị mình dâng làm của lễ thiêu tại trên vách thành. Bèn có cơn thạnh nộ nổi phừng cùng Israel, thì họ lìa khỏi vua Moab và trở về xứ mình. Chương 4. Vả có vợ của một người môn đồ của các đấng tiên tri đến phàn nàn cùng Elishe mà rằng: kẻ tôi tớ ông là chồng tôi đã qua đời, và ông biết rằng kẻ tôi tớ ông kính sợ Đức Giê-hô-va. Vả chủ nợ người đến toan bắt hai đứa con tôi làm tôi mọi. Elishe nói với nàng rằng: ta phải làm gì cho ngươi? Hãy nói cho ta biết ngươi có vật gì ở nhà. Nàng thưa rằng: con đòi ông chẳng có gì trong nhà hơn là một hũ dầu. Người bèn tiếp rằng: hãy đi ra ngoài mượn những bình không của các kẻ láng giềng ngươi, chớ mượn ít. Khi ngươi trở về, hãy vào nhà với các con ngươi, đóng cửa lại, rồi hãy đổ dầu vào các bình đó. Hễ bình nào đầy thì để nó riêng ra. Nàng liền đi khỏi người, vào nhà với các con trai mình đóng cửa lại. Các con trai nàng đem bình lại và nàng đổ dầu vào. Khi các bình đã đầy, nàng nói với con trai mình rằng: hãy đem cho ta một bình nữa. Nhưng nó thưa rằng: hết trơn bình rồi. Dầu bèn ngừng lại. Bây giờ nàng đem việc ấy thuật cho người của Đức Chúa Trời, thì người nói rằng: hãy đem bán dầu mà trả nợ của ngươi. Đoạn, ngươi và các con trai ngươi sẽ lấy dầu còn lại mà nuôi mình. Một ngày kia, Elishe đi ngang qua đất Shunem. Ở đó có một người đàn bà giàu cầm người ở lại ăn bữa. Từ ấy, mỗi khi người đi ngang qua đó thì vào nhà người đàn bà này mà dùng bữa. Người nói với chồng mình rằng: tôi biết rằng người năng đến nhà chúng ta đây là một người thánh của Đức Chúa Trời. Xin chúng ta hãy xây cất cho người một cái phòng cao, rồi để tại đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cây đèn. Vậy khi người đến nhà ta thì sẽ ở lại đó. Một ngày kia, Elishe đi đến Shunem trọ nơi phòng cao và ngủ tại đó. Người nói với Gehazi, tôi tớ mình rằng: hãy gọi người đàn bà Shunem đó đến. Gehazi gọi nàng, nàng ra đứng trước mặt người. Người nói với tôi tớ mình rằng: hãy nói cùng nàng rằng, kìa, ngươi đã lo liệu cho chúng ta mọi điều này, vậy chúng ta phải làm gì cho ngươi? Có phải ngươi muốn ta nói dùm cho ngươi với vua hay là với quan tổng binh chăng? Nàng thưa rằng, tôi vẫn ở giữa dân sự tôi. Elishe lại tiếp, vậy chúng ta phải làm gì cho người? Gehazi đáp rằng, à này, người không có con trai và chồng người đã già rồi. Elishe nói rằng, hãy gọi nàng. Gehazi gọi nàng, nàng đến đứng nơi cửa. Elishe nói với người đàn bà rằng, năm tới trong lúc này ngươi sẽ ẵm một đứa con trai. Nàng thưa, hỡi Chúa tôi là người của Đức Chúa Trời, xin chớ nói dối cùng con đòi của Chúa. Người đàn bà ấy thọ thai, và một năm sau cũng trong lúc đó sinh một đứa con trai y như lời Elishe đã nói trước cho nàng. Xảy ra khi đứa trẻ lớn lên, một ngày kia nó đi đến cha nó nơi những người gặt lúa mà nói rằng, đầu tôi đau, đầu tôi đau. Người cha biểu kẻ tôi tớ đem nó về cho mẹ nó. Người tôi tớ đem nó về giao cho mẹ nó. Đứa trẻ ngồi trên đầu gối của mẹ cho đến trưa rồi chết. Nàng bèn đi lên để nó nằm trên giường người của Đức Chúa Trời rồi đi ra đóng cửa lại. Kế đó nàng kêu chồng mình mà nói rằng, tôi xin ông cắt cho tôi một đứa đầy tớ và một con lừa
để tôi chạy đến người của Đức Chúa Trời, đoạn tôi sẽ trở về. Chồng hỏi nàng rằng, ngày nay chẳng phải mùng một, cũng chẳng phải ngày sa bát, vậy nhân sao muốn đi đến cùng người? Nàng đáp, mọi điều bình an. Nàng biểu thắng lừa và nói với kẻ tôi tớ rằng, hãy đem ta đi mau mau, nếu ta biểu, ngươi mới ngừng lại. Vậy nàng đi đến cùng người của Đức Chúa Trời tại trên núi Cạc Mên. Người của Đức Chúa Trời thấy nàng đằng xa, bèn nói với Gehazi kẻ tôi tớ mình rằng, kìa người đàn bà Sunem, vậy hãy chạy đi đón nàng và hỏi nàng rằng, mọi việc đều bình an chăng? Chồng và con ngươi bình an chăng? Nàng đáp, bình an. Khi nàng đến gần người của Đức Chúa Trời tại trên núi thì ôm lấy chân người. Gehazi đến gần đặng xô nàng ra, nhưng người của Đức Chúa Trời nói cùng người rằng, hãy để mặc nàng, linh hồn nàng đắng cay. Đức Giê-hô-va có giấu ta điều đó không tỏ cho ta hay. Người đàn bà ấy bèn nói rằng, tôi há có cầu Chúa một đứa con trai sao? Tôi há chẳng có nói với Chúa rằng xin chớ dối tôi. Elishê nói cùng Gê-ha-si rằng, hãy thắt lưng ngươi, cầm gậy ta nơi tay và đi. Nếu ngươi gặp ai chớ chào họ, nếu ai chào ngươi chớ đáp lại. Ngươi sẽ đặt cây gậy ta trên mặt đứa trẻ. Người mẹ của đứa trẻ nói rằng, tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống của ông mà thề, tôi chẳng hề lìa khỏi ông. Elishê bèn trỗi dậy và đi theo người. Gê-ha-si đi trước hai người và đặt cây gậy trên mặt đứa trẻ, nhưng người chẳng nghe một tiếng nào, cũng chẳng thấy mòi gì sống. Người trở lại đón Elishê và thưa cùng người rằng, đứa trẻ không tỉnh lại. Khi Elishê vào nhà, thấy đứa trẻ đã chết nằm sải trên giường. Elishê vào trong phòng, đóng cửa lại, có đứa trẻ và mình ở trong, rồi cầu nguyện cùng Đức Giê-hô-va. Đoạn, người leo trên giường, nằm trên đứa trẻ, đặt miệng mình trên miệng nó, mắt mình trên mắt nó và tay mình trên tay nó. Người nằm ấp trên mình nó, xác đứa trẻ bèn ấm lại. Elishê trở xuống, đi qua đi lại trong phòng. Đoạn, leo lên giường, nằm ấp trên mình đứa trẻ nữa. Rốt lại, nó nhảy mũi 7 lần và mở mắt ra. Elishê liền gọi Gê-ha-si mà biểu rằng, hãy gọi người đàn bà Sunem. Gê-ha-si gọi người. Khi nàng chạy đến, Elishê nói với nàng rằng, hãy ẵm lấy con ngươi. Nàng bèn lại gần, sấp mình xuống dưới chân người và lại, đoạn ẵm lấy con mình và đi ra. Elishê trở về Ginh-ganh, vả trong xứ có đói kém. Các môn đồ của những tiên tri đều ngồi trước mặt người. Người biểu kẻ tôi tớ mình rằng, hãy bắt cái nồi lớn, nấu canh cho các môn đồ của những tiên tri. Một người trong bọn họ đi ra ngoài đồng đặng hái rau, thấy một dây rừng leo, bèn hái những dưa dại, bọc đầy vạt áo tơi mình. Khi người trở về, xắt ra từng miếng bỏ trong nồi nấu canh, chẳng biết nó là thứ gì. Người ta múc cho các người ăn, nhưng vừa khi họ nếm canh thì la lên rằng, hỡi người của Đức Chúa Trời, sự chết ở trong nồi này, họ ăn canh ấy không đặn. Elishê nói, thế thì hãy đem bột lại. Người bỏ bột trong nồi và biểu rằng, hãy múc cho các người ăn. Vậy trong canh chẳng còn độc gì nữa. Có một người ở Ba Anh Salisha đến, đem cho người của Đức Chúa Trời 20 ổ bánh lúa mạch và lúa còn dế để trong bị mình làm của lễ đầu mùa gặt. Elishê biểu kẻ tôi tớ mình rằng, hãy đem phát cho các người ăn. Kẻ tôi tớ người thưa rằng, chi, tôi phải phát đồ này cho 100 người sao? Nhưng Elishê đáp, hãy phát cho họ các bánh đó hầu cho họ ăn đi, vì Đức Giê-hô-va có phán như vậy, người ta sẽ ăn và còn dư lại. Ấy vậy, người đặt các bánh đó trước mặt họ, họ ăn và còn thừa lại, y như lời của Đức Giê-hô-va đã phán. Chương 15.
hết thảy các người thâu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Giê-xu đặng nghe Ngài giảng. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo lầm bầm mà nói rằng: người này tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ. Ngài bèn phán cho họ lời thí dụ này: trong các ngươi, ai là người có 100 con chiên, nếu mất một con mà không để 99 con nơi đồng vắng đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Khi đã kiếm được thì vui mừng vác nó lên vai. Đoạn về đến nhà, kêu bạn hữu và kẻ lân cận mà rằng: hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được con chiên bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là 99 kẻ công bình không cần phải ăn năn. Hay là có người đàn bà nào có 10 đồng bạc, mất một đồng mà không thắp đèn, quét nhà, kiếm kỹ càng cho kỳ được sao? Khi tìm được rồi, gọi bầu bạn và người lân cận mình mà rằng: hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được đồng bạc bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn. Ngài lại phán rằng: một người kia có 2 con trai. Người em nói với cha rằng: thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho 2 con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn, nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ. Thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng: tại nhà cha ta biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng: thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng: cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con mập làm thịt đi, chúng ta hãy ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng. Và con trai cả đương ở ngoài đồng, khi trở về gần đến nhà, nghe tiếng đờn ca nhảy múa, bèn gọi một đầy tớ mà hỏi cớ gì. Đầy tớ thưa rằng: em cậu bây giờ trở về, nên cha cậu đã làm thịt bò con mập vì thấy em về được mạnh khỏe. Con cả liền nổi giận không muốn vào nhà. Vậy cha nó ra khuyên nó vào. Nhưng nó thưa cha rằng: này, tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đặng ăn chơi với bạn hữu tôi. Nhưng nay con của cha kia là đứa đã ăn hết gia tài cha với phường điếm đỉ rồi trở về, thì cha vì nó làm thịt bò con mập. Người cha nói rằng: con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con. Nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được. Thi Thiên 104. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, Chúa thật lớn lạ kỳ, mặc sự sang trọng và oai nghi. Chúa bao phủ mình bằng ánh sáng, khác nào bằng cái áo, dương các từng trời ra như cái trại. Ngài chấp các đòn tay của phòng cao Ngài trong các nước, dùng mây làm xe Ngài và đi bước trên cánh gió. Ngài dùng gió làm sứ Ngài, ngọn lửa làm tôi tớ Ngài. Ngài sáng lập đất trên các nền nó, đất sẽ không bị rúng động đến đời đời. Chúa lấy vực sâu bao phủ đất như bằng cái áo, nước thì cao hơn các núi.
Chúa hăm dọa, nước bèn giật lại. Nghe tiếng sấm Chúa, nước lật đật chạy trốn. Núi lố lên, trũng sụp sâu xuống chốn mà Chúa đã định cho nó. Chúa định chân cho nước để nước không hề qua khỏi, không còn trở lại ngập đất nữa. Ngài khiến các suối phun ra trong trũng, nó chảy giữa các núi. Nhờ các suối ấy hết thảy loài thú đồng được uống, các lừa rừng giải khát tại đó. Chim trời đều ở bên các suối ấy, trỗi tiếng nó giữa nhánh cây. Từ phòng cao mình, Ngài tưới các núi, đất được đầy dẫy bông trái về công việc Ngài. Ngài làm cho cỏ đâm lên cho súc vật, cây cối để dùng cho loài người, và khiến thực vật sinh ra từ nơi đất. Rượu nho là vật khiến hứng chí loài người, và dầu để dùng làm mặt mày sáng rỡ, cùng bánh để thêm sức cho lòng loài người. Cây cối Đức Giê-hô-va được đầy mũ nhựa, tức là cây hương nam tại liên bang mà Ngài đã trồng, là nơi loài chim đóng ổ nó. Còn con cò, nó dùng cây tùng làm chỗ ở của nó. Các núi cao là nơi ở của dê rừng, hòn đá là chỗ ẩn núp của chuột đồng. Ngài đã làm nên mặt trăng để chỉ thì tiết, mặt trời biết giờ lặn. Chúa làm sự tối tăm và đêm bèn đến. Khi ấy các thú rừng đi ra, những sư tử tơ gầm hét về miếng mồi và cầu xin Đức Chúa Trời đồ ăn chúng nó. Mặt trời mọc lên, chúng nó bèn rút về nằm trong hang chúng nó. Bây giờ loài người đi ra đến công việc mình và làm cho đến chiều tối. Hỡi Đức Giê-hô-va, công việc Ngài nhiều biết bao. Ngài đã làm hết thảy cách khôn ngoan. Trái đất đầy dẫy tài sản Ngài. Còn biển lớn và rộng mọi bề này, ở đó sinh động vô số loài vật nhỏ và lớn. Tại đó tàu thuyền đi qua lại, cũng có Leviathan mà Chúa đã nắn nên đặng giỡn chơi nơi đó. Hết thảy loài vật này trong đời Chúa, hầu cho Chúa ban đồ ăn cho chúng nó theo giờ. Chúa ban cho chúng nó nhận lấy. Chúa xè tay ra, chúng nó được no nê vật tốt. Chúa giấu mặt, chúng nó bèn bối rối. Chúa lấy hơi thở chúng nó lại, chúng nó bèn tắt chết và trở về bụi đất. Chúa sai thần Chúa ra, chúng nó được dựng nên. Chúa làm cho mặt đất ra mới. Nguyện sự vinh hiển Đức Giê-hô-va còn đến mãi mãi. Nguyện Đức Giê-hô-va vui vẻ về công việc Ngài. Ngài nhìn đất, đất bèn rung động. Ngài rờ đến núi, núi bèn lên khói. Hễ tôi sống bao lâu, tôi sẽ hát sướng cho Đức Giê-hô-va bấy lâu. Hễ tôi còn chừng nào, tôi sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. Nguyện sự suy gẫm tôi đẹp lòng Ngài. Tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va. Nguyện tội nhân bị diệt mất khỏi đất và kẻ ác chẳng còn nữa. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hallelujah. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con.
Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.